Thưa quý vị, việc Công an thành phố Đà Nẵng chính thức đưa 30 điểm cung ứng hàng hóa thực phẩm trong ngày hôm nay thực sự là một tin vui cho người dân thành phố trong những ngày Đà Nẵng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu này đều do các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố trực tiếp đảm nhận. Thời gian triển khai từ ngày 28 tháng 8 cho đến khi thành phố kết thúc thời gian giãn cách xã hội vào ngày 5 tháng 9. Đây là một trong 30 điểm cung ứng không lợi nhuận do Công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp quản lý, đảm nhận việc vận hành và bán hàng. Tất cả thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, gà, vịt, các loại rau xanh, củ quả, gạo và gia vị cung cấp cho 30 điểm cung ứng đều được kiểm soát từ khâu chất lượng, nguồn gốc xuất xứ đến bảo quản đông lạnh và vận chuyển đến từng hộ dân. Đặc biệt đối với mặt hàng rau xanh, Công an thành phố sẽ phát miễn phí cho người dân có nhu cầu. Vì hoạt động của công an là phi lợi nhuận, cho nên là hy vọng là cái giá nó sẽ rẻ hơn. Mà ở đây là ngoài ra là công an cũng bỏ ra một khoản kinh phí và hỗ trợ giá cho bà con, chứ không phải là bán buôn theo kiểu của các cái đơn vị khác. Và cũng mong rằng là hy vọng là với sự đóng góp nhỏ của công an này thì giải quyết một phần nào đó cho bà con trong cái sự thiếu hụt về thực phẩm. Tại mỗi điểm cung ứng sẽ có 7 cán bộ chiến sĩ phục vụ. Người dân muốn mua hàng chỉ cần đăng ký với ban điều hành khu dân cư thông qua danh mục có sẵn đơn giá. Tiểu ban cung ứng sẽ tiếp nhận soạn đơn. Cảnh sát khu vực và tình nguyện viên sẽ là lực lượng đảm nhận việc vận chuyển và giao tận tay người dân. Trong ngày đầu tiên thực hiện, tuy còn khá bỡ ngỡ với công việc này, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Bản thân là nam, nên quá trình ban đầu là việc phân chia lương thực thực phẩm như gà, vịt, các mặt hàng đó là cũng có những bỡ ngỡ nhất định. Nhưng mà cũng hy vọng là mình làm nhiều là sẽ quen và mình mang đến cái niềm vui cho người dân. Hôm nay nói thiệt là ông có hỗ trợ của công an thành phố đưa tới khu dân cư thì nói chung mà tôi nhận cái quà này là rất tươi của nhân dân. Quà tươi này, còn rẻ nữa ủng hộ này. Cho nên thân mạc của khu dân cư cũng như bà con nhân dân rất kia là cảm ơn. Để 30 container cung ứng hàng hóa đi vào hoạt động, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm phân loại, vận chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể để nguồn hàng đến tận tay người dân, đảm bảo chất lượng. Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn các quận huyện còn lại.